Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung ương đảng sẽ tổ chức hội nghị kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Ngày 17 tháng 9, BBC Tiếng Việt cho hay, Trung ương đảng tổ chức hội nghị từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, nội dung là gì? Theo đó, hai nguồn tin của BBC tiết lộ, dự kiến Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Và đây là hình bài trên BBC khả năng cao cuộc họp trong 3 ngày này sẽ bao gồm nội dung về kiện toàn, các chức danh lãnh đạo cấp cao và điều động một số cán bộ. Đồng thời, Trung ương đảng cũng sẽ tập trung cho việc chuẩn bị cương lĩnh và phê duyệt quy hoạch nhân sự cho Đại hội 14, dự kiến diễn ra vào quý 1 năm 2026. BBC nhắc lại thông báo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ngày 26 tháng 8 rằng, theo nghị quyết của Trung ương, chức danh Chủ tịch nước sẽ được Quốc hội bầu vào kỳ họp thứ 8 tháng 10 Kỳ họp này dự kiến diễn ra theo hai đợt, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc muộn nhất vào ngày 30 tháng 11. BBC cũng nhắc lại, tại hội nghị ngày 15 tháng 8, Bộ Chính trị gặp mặt các lãnh đạo, cựu lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Tô Lâm cũng đã thông báo, kỳ họp quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Đây được coi là động thái nhằm trấn an các bậc bố lão rằng sẽ không có việc nhất thể quá hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư mà ông Tô Lâm sẽ chỉ tập trung vị trí lãnh đạo đảng. BBC dẫn một nguồn tin khác nói rằng, ông Tô Lâm dự kiến sẽ lên đường đi New York, Mỹ vào đêm ngày 21 tháng 9 để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với tư cách nguyên thủ quốc gia. Như vậy, Trung ương đảng hợp ngay trước thèm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. BBC cũng cho hay dự kiến hội nghị trung ương này sẽ thảo luận thống nhất về phương án kiện toàn chức danh chủ tịch nước để quốc hội bầu vào kỳ họp thứ 8. BBC dẫn đánh giá của các chuyên gia, theo đó từ sau thời Lê Duẩn, Việt Nam đã tránh mô hình nhất thể quá để tránh việc quyền lực tập trung quá nhiều vào một người. Việc ông Nguyễn Phú Trọng từng nắm giữ cả hai chức vụ, tổng bí thư và chủ tịch nước, giai đoạn năm 2018 đến năm 2021 cũng chỉ là phương án tạm thời. BBC dẫn nhận định của giáo sư Khatheja từ Úc cho rằng, việc không để ông Tô Lâm kiêm nhiệm có thể là do một số lãnh đạo cấp cao tỏ ra kiên kỵ về việc cho phép một người nắm giữ quá nhiều quyền lực. Hoặc là có những cân nhắc về lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về sự ổn định chính trị ở Việt Nam. Vì vậy, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo tứ trụ sẽ giúp trấn an những mối quan ngại. Theo giáo sư Carter, có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạt ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực đối với bên công an. BBC lưu ý công tác nhân sự của đảng là vấn đề liên quan đến lợi ích công, có tính chất quan trọng đối với vận mệnh đất nước nhưng vẫn luôn được giữ bí mật. Điều này đã được luật quá. Và đây là hình đại tướng Lương Cường. BBC đề cập đến trường hợp đặc biệt trong quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, những nhân vật quá 65 tuổi vào thời điểm diễn ra Đại hội 14 nếu muốn tiếp tục sự nghiệp thì phải vào tứ trụ hoặc thường trực ban bí thư. Nguồn tin của BBC cho biết, hội nghị trung ương dự kiến sẽ bàn về cương lĩnh cũng như phê duyệt quy hoạch nhân sự cho ban chấp hành trung ương khóa 14. BBC tiếp tục nhắc lại đã có 7 ủy viên bộ chính trị từng được chính đảng chọn lọc kỹ và đánh giá là vừa có đạo đức, vừa có tài nhưng đã phải rời sân khấu chính trị vì mắc khuyết điểm, đồng thời 26 ủy viên trung ương đảng cũng mất chức thậm chí có người bị kỷ luật và vướng vào lao lý. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung ương đảng sẽ tổ chức hội nghị kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Lạnh người với các chia sẻ làm truyền thông và kiếm tiền của các sư thầy Ngày 15 tháng 9, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân với tựa đề Thượng tỏa thích bổ chánh, tiền vô như nước sông đạn Tác giả đề cập đến một cuộc họp tại Học viện Phật giáo Tại Học viện Phật giáo Việt Nam được lan truyền trên mạng xã hội gần đây bàn về cách kiếm tiền cho các chùa cuộc họp có sự hiện diện của thượng tọa thích nhật từ chủ trì chùa giác ngộ sài gòn hòa thượng thích vũ chánh chủ trì thiền viện phước sơn đồng nai và khoảng một chục vị sư khác có nam có nữ tại đây thượng tọa thích vũ chánh đã có một bài phát biểu để đợi và đây là hình bài trên afa tác giả dẫn hiến kế kiếm tiền của hòa thượng thích vũ chánh qua zalo và viber hòa thượng chánh cho rằng giữ quần chúng cho phật giáo là việc phải làm những người có điều kiện họ muốn cúng thì sẵn dịp đám cưới, đám mai gì đó của họ, họ mới chuyển cho mình được. Ít nhiều gì cũng có, góp gió thành bão. Việc hòa thượng chánh biết kiếm tiền qua truyền thông là nhờ nghe lời khuyên của thượng tọa nhật từ nên tiền vô như nước sông đà. Tác giả cho hay bài phát biểu cực kỳ sinh động của hòa thượng thích bổ chánh nhận được nhiều tràng cười và vỗ tay ủng hộ. Tác giả cũng dẫn lời thượng tọa thích nhật từ nói trong bầu không khí phấn khởi đó và chứng tỏ đẳng cấp tuyệt đỉnh của mình. Bây giờ chúng ta có một đội truyền thông thì lúc đầu mình phải bù lỗ, nhưng vậy sao quý ngài an tâm, chẳng những con không phải bù lỗ mà toàn bộ các hoạt động Phật sự của con. Trong bao nhiêu năm qua, quý ngài thấy đóng góp cho học viện này nhiều phương diện tới bây giờ là không dưới 70 tỷ đồng. Cho Viện Phật học Việt Nam cũng là mười mấy, hai chục tỷ. Những gì mà con phụ trách là con đều bỏ tiền túi. Ba lần đại lễ Phật đảng toàn quốc mỗi lần cả chục tỷ, chứ không phải chỉ có đóng góp công sức, chất xám, thời gian không, mà luôn cả nguồn tịnh tài. Cái đó từ đâu ra? Từ các fan hâm mộ trên cộng đồng mạng. Con còn không biết họ là ai. Nói thẳng ra vậy, nhưng mình đi tới đâu cũng có người nhận ra mình. Đi tới phi trường, lên máy bay, đâu cũng có người nhận ra, thì đó là cái nguồn an ủi lớn. Bằng cách đó thì có những lời thị phi, cố gắng hoan hỷ, coi như không có gì. Và đây là hình Hòa Thượng Thích Bụ Chánh. Tác giả dẫn tiếp lời Hòa Thượng Thích Bụ Chánh. Phải công nhận, Thượng Tọa Nhật Từ là người nổi nhất, nổi tiếng nhất, tức là giỏi nhất, nhưng cũng bị chửi nhiều nhất, cho nên có kinh nghiệm để mà quá giải. Riêng phần con thì con xin chia sẻ một chuyện. Có một lần có phái đoàn Đài Loan tới đây, lúc đó con đang ở văn phòng, Ngài T.M. kêu ra mờ sư ở lại giữ chai tăng, Đài Loan cúng cho nên mình ráng mình ở lại hôm đó chỉ có vài vị trong hội đồng điều hành thôi, thì lúc mà bắt ấn để hóa giường, thì con cũng làm bắt ấn luôn. Các ông phóng viên, ông lại chụp cái hình đó, rồi ông đưa lên mạng. Trời ơi, con bị truyền thông, con bị nó chửi te tua, là ông sư theo Phật giáo Nguyên Thủy, mà giờ theo bắt ấn này kia, giờ giải pháp như thế nào? Im lặng là vàng, mặc kệ nó, nó nói gì mặc kệ nó, không quan tâm. Giờ mình lo, không dám làm, thì mình đâu có thành công được. Một lần nữa, cảm ơn Thượng tọa Nhật Từ đã khuyến khích con làm truyền thông trong các bài pháp, cho nên bây giờ đi đâu cũng khỏe ra. Cách trò chuyện của hai vị tu sĩ là Thượng tọa Thích Nhật Tự và Hòa Thượng Thích Bộ Chánh được tác giả Nguyễn Nhân ghi lại nguyên văn. Có thể thấy, dù tác giả không đưa ra bình luận, nhưng mặc nhiên những từ ngữ, cách nói trong đó đã cho thấy sự trần tục trong suy nghĩ của những người được cho là tu học, là sư thầy dạy Phật Pháp trong hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin lạnh người với các chia sẻ làm truyền thông và kiếm tiền của các sư thầy. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.